Rồi, em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào tất cả bà con như mọi miền Tổ quốc bà con ơi. Cái này em lên cho bà con một cái con máy dầu Yanma NS40. Cái này cũng nói thật sự với bà con là bữa nay cái thời lượng quay của mình nó sẽ rút ngắn hơn. Cái này vừa quay vừa chạy mưa, không biết chỗ anh em cũng như bà con cô bác làm sao, còn đây mưa. Cái ông trời ông bị bão quánh gì không biết. Vì mưa mà không có đút đầu ra ngoài được luôn. Quá khứ mưa luôn rồi. Cái này ngoại hình thì máy là nó nguyên si luôn nha anh em. Gom ơi, cái này cái bong bóng dầu con có thay không con? Không. Của nó vậy luôn hả? Ừ. Có nguyên của nó luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi cái này gom nó là nguyên của nó, nhưng mà em nhìn thấy cái này nó dốc nước sơn màu vàng, chứ bình thường nếu mà cái niền nó còn đầy đủ nó là cái niền này màu vàng anh em. Nhưng mà hồi quay lên mình sẽ biết cái gì đi không mà. Cái gì thì mình quay lên cái này nó sẽ say dữ lắm nè. Còn lô đứng gắn vô cái lần đó. Ở dưới nó cần nhớt bơm lên cái là cứng ngắt, không xây được. Bởi cái đồ lô nó thường nó bà con mình không có chuộng á. Thì ngoại hình nó là gì đây? Là hoàn toàn không kem phấn, không có gì hết nha anh em. Cái này là quay chạy mưa. Ông trời vừa bớt mưa là ra em quay liền, tranh thủ lên sóng cho bà con mình. Vậy lúc này đang vô vụ bơm nước. Anh em kêu kiếm những cái máy nhỏ nhỏ này để anh em bỏ đồng. Ngoại hình thì máy nó nguyên bản vậy đây nha anh em. Không có thùng dầu á. Nước không luôn rồi. Dầu thì còn nhóc, vừa dầu vừa nước luôn. Cái này còn đang ngoài trời mưa. Rồi em cũng thông báo với anh em bà con cô bác mình ha, là ngày mai nếu mà xe lên kịp thì nhận được 13 cái máy NSA 50 dưới 60, nhưng mà giờ giá quá trời chát luôn anh em. Nói chung là theo yêu cầu của bà con thì em mới lấy thôi, chứ thật sự giờ giá quá trời cao rồi. Nó vô cao kinh khủng. Lúc trước mình bán ra chỉ có 43-45 triệu thôi, nhưng mà bây giờ bán ra nếu mà cái nào đẹp quá thì chắc cỡ gần 6 triệu đó nha anh em. Giờ lấy vô 52-53 à, lấy tại Sài Gòn mấy năm á, mà máy đẹp à, nói chung là máy đẹp. Còn máy xấu thì lấy vô tầm 45-46. Cái đó là em không có giấu giếm, cho em chia sẻ với bà con một cách chân tình luôn á. Nhưng mà giờ tự nhiên cái nhu cầu của bà con mình tự nhiên cái rồi lại nở ta 50 không. Em cũng hiểu luôn, biết làm hay đẩy cái giá máy nữa. Nó lên quá cao, mắc hơn 70-80 luôn. Rồi, thôi em trở lại đề tài chính nè. Là máy này nó nguyên bản luôn vậy nè. Nhưng mà nó có cái điều lạ lùng là cái bu vệ này nó không giống ai chứ. Cái bu này đúng là cái bu hàng Nhật thiệt mà. Em nhìn cái tay nè. Cái này thì em cũng để nguyên bản luôn. Đây, ốc đây là ốc nắp phi láp nó gì đây. Cái này hoàn toàn không có kem phấn, không có xịt dầu, xịt chiết gì hết. Trời mưa vừa hết mưa xong ra quay cho anh em bà con cô bác mình luôn. Sợ trời mưa tới rồi hồi quay không kịp. Để em coi số seri nữa. Rồi mời chắc nhờ con phải hỗ trợ giùm chú cái luôn. Cứ coi cái số seri nó mấy, bị này nó hơi mờ. Con chùi dụi nó coi. 317 62. 317 62. Ừ. Có bàn tay nhám nhúa còn gùm vô cái là nó lên số anh em ơi. 62 762. Anh em nhớ cái đuôi số này em ha. Rồi bây giờ cũng không có để mất thời gian của anh em cũng như bà con cô bác cần sai ha. Em nhờ gùm test máy cho anh em mình. Vậy này giờ em phải tranh thủ giọt trước trời mưa anh em. Thông cảm giùm em nha, lượm mấy cái đầu vít bỏ vô con, để nữa cái nó mất không biết được tiếp. Cho mình xài không có đầu xài. Cái bô nhìn tiếu quá anh em ơi. Cái bô nhìn thấy lạ lùng quá. Nó giọt không giống bô ai chứ. Cái này gắn bô nổ vô chắc chạy im. Giống cái bô của mấy Honda của mình quá. Nó rất nhỏ lên luôn. Thank you.
Có bốn dinh nè. Cái này anh em lưu ý ha, này mấy thường thường mấy bãi, nếu anh em cũng như bà con cô bác mà mình kỹ á thì nên về chạy gô đai lại. Chạy gô đai lại có mấy nó sẽ bền hơn. Bởi vì trên bãi người ta bỏ quá lâu. Mà nổ gắn cái bô này nổ nghe tiếng không đã. Nó hãm thanh quá. Ơi đây đúng rồi, một con viên anh em nó quay nó vụ vụ luôn. Một nhanh tay dữ ta. Cái máy này thì em nhìn nó gãy cái tao khóa nó nghe anh em. Rồi cái máy này em sẽ báo giá cho anh em. Nhưng mà vì lý do là anh này anh like cái buông anh em ơi. Cống khối này em nghĩ chắc cống khối của Honda mấy xăng nào á đã hàng đại vô, chủ yếu là mục đích là cho hãm thanh. Cái máy này nếu mà để mở bô ra thì chắc chạy ngon, thì mấy bãi mà. Rồi cái máy này em tính anh em là 3 triệu ha, cộng phí ship là 300 ngàn. Còn phương thức thanh toán thì em nói giống như những lần trước, anh em cọc đúng cái tiền phí ship, phần còn lại thì anh em nhận hàng thanh toán với shipper ha. Và em cũng xin kết thúc video tại đây, em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của bà con gần xa ha, để cho tụi em ngày càng được hoàn thiện hơn, chứ làm nhiều khi không có tránh khỏi cái sơ xuất anh em ơi. Cũng mong anh em cũng như bà con cô bác lần sau bỏ qua ha, nhiều khi công chuyện nó quá trời thì mình cũng có sơ xuất, mong anh em nếu mà rộng rãi thì bỏ qua giùm em. Rồi em xin kết thúc video tại đây, và tạm biệt anh em.